Hello, chào tất cả anh chị bà con các buổi chiều nha. Chương mục hôm nay không bán xe nữa mà mình cho thuê nhà anh em. Cho thuê hoặc là mình bán luôn anh em nha. Đây là một công tám đất có luôn nhà. Đó, nhà đẹp full đồ chơi hết rồi. Đó, về chơi thôi, hai phòng ngủ, hai máy lạnh. Nhà đẹp có máy hiên, có sân để ô tô, một công tám đất có hồ bơi. Đó, có luôn trồng cây cảnh, cây kiểng các kiểu nè. Mà lâu quá mình không chăm sóc, nói chung mình cũng nhiều nơi ở cho nên mình không có qua đây thường, cho nên là cây nó cũng nè em không, rất là rộng rãi anh chị nha. 108 đất mặt tiền đó, nằm ở trường đường 173 thành phố Bến Tre đó, đường 173 ha, rất là rộng. Anh em vô là có dừa uống liền, dừa nè, quá trời dừa luôn nè. Phía sau đó, phía sau của em là anh em ha, mấy cái mai chết trơn đó, ổi nè, xoài nè, tùm lum tùm mía nha, đam gì quá trời. Qua 10 giờ nữa hồ bơi các kiểu anh chị ha, nhà rất là đẹp anh chị. Anh chị về chỉ việc là lên là ở thôi. Đó, nhưng mà vô chắc phải mần ba cỏ lại, cái này rau muống, rau muống này ăn được này chứ không phải cỏ đâu, rau muống anh chị ha. Ở đằng sau thì nó có luôn nguyên cái sân bóng, phía sau nữa là vườn dừa, hồ cá, sâu vô múc đằng sau luôn chị, sau tới cái tủ điện múc phía dưới á, múc tủ điện phía dưới kia luôn á, nhà tủ điện thứ hai á. Ở đây là tới 108 đất lận ha. Đó, nhà mới làm hết thôi, anh em vô ở thôi. Đó, máy giặt, tủ lạnh, tivi rồi các kiểu đủ hết, sân bóng nè, rất là rộng anh chị nha, ngang 14 mét, nở hậu và dài đó. Nhà có kiểu hiện đại anh chị ha, kiến à, hai phòng ngủ đó, tivi đồng hồ quá trời luôn nè anh chị vô ở thôi đó. Mình cho thuê tầm 10 triệu cho đến 12 triệu một tháng anh em nha, 10 đến 12 triệu gì đó, tùy theo cái ngọn nghề, tùy theo cái công việc của anh em như thế nào đó. Bán thì bán luôn 7 tỷ nha đó. Bán thì 7 tỷ. Đây có phòng ngủ, có cái rèm kéo nè ha, đó, ngon lành hết đó. Đèn trần rất là đẹp anh chị nha, máy lạnh, hai cái máy lạnh mới hết rồi, vô ở thôi. À, anh em nào quan tâm cái này thì nhắc máy alo mình, chính chủ nha em Thịnh luôn, 0564717171 ha. Đó, có giảm có bớt đó, bán có cho nợ luôn đó, có đổi luôn, đổi nhà đổi đất thành phố Bến Tre luôn. Anh em quan tâm alo em Thịnh nha. Anh em nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh nha.